Ẩn số thế giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video để ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều điều thú vị. Vậy không biết các bạn đã khám phá ra chưa? Thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong video clip sau đây. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút tự chung bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, mua chanh tươi để đông đá dùng dần. Cả nhà em đã được giải độc và ít bệnh tật, phòng được cả ung thư. Đợt trước thì các chị đồng nghiệp chỗ em cứ bảo nhau mua chanh về để tủ lạnh ngăn đá, rồi mới dùng thì chanh mới phát huy được hết tác dụng tốt cho sức khỏe. Em nghe thì cứ thấy điêu điêu, không đáng tin cho lắm nên không làm theo. Thế nhưng hôm qua em vừa đọc được một bài báo cho rằng việc chanh đông lạnh tốt cho sức khỏe đã được khoa học chứng minh rồi đấy. Hóa ra là cách này tốt thật, thấy nói phòng ngừa được cả ung thư nữa. Thế nên em đã quyết định từ nay sẽ dùng chanh đông đá rồi. Mọi người ai chưa biết thì cùng tìm hiểu nhé. Theo Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Australia, mỗi một gia đình nên tiêu thụ ít nhất 150g vỏ chanh đông đá mỗi tuần để phòng chống ung thư. Đông đá chanh nguyên vỏ sẽ giúp cho chanh giữ nguyên các chất chống oxy hóa và tinh dầu có bên trong. Các chất chống oxy hóa tự nhiên vốn không bền vững với nhiệt độ, ánh sáng, kim loại nên dễ bị phân hủy. Do đó, đông lạnh chanh sẽ tận dụng tối đa các chất quý hiếm có trong quả chanh. Họ đã thực hiện nghiên cứu trên một nhóm người và yêu cầu họ dùng chanh đông đá từ 4-5 lần một tuần. Và mỗi lần là 150ml và kết quả cho thấy chất oxy hóa trong chanh giúp cho những người này xóa mờ các vết thâm đốm, vết nhăn trên da rất là hiệu quả. Hơn nữa thì nó còn giúp giải độc trong máu, giúp họ có vẻ ngoài trẻ khỏe và rạng rỡ. Và theo một nghiên cứu khác của trường đại học Spurter Indiana của Mỹ, thì thêm chanh đông đá bào nhỏ vào trà sẽ giúp cho cơ thể hấp thụ catechin sau khi tiêu hóa lên tới 80%, làm tăng công dụng phòng ngừa ung thư. Chanh đông đá mang nhiều tác dụng và theo nghiên cứu khoa học, chanh bảo quản ở nhiệt độ thông thường sẽ giúp thải độc cơ thể, cung cấp vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch. Nhưng khi bảo quản chanh trong ngăn đông lạnh thì nó lại có nhiều công dụng hơn rất nhiều và thậm chí là khả năng chống oxy hóa còn cao gấp nhiều lần ban đầu. Công dụng của chanh đông đá đối với sức khỏe, phòng chống ung thư. Theo nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học của Viện Ung thư Anh, chỉ có duy nhất quả chanh chứa tới 22 chất chống oxy hóa như lysmonin, glycosid, flavolone, cisaspertin, vitamin C. Hơn 20 nghiên cứu đã khẳng định hợp chất nismolone có trong chanh đông lạnh có tác dụng điều trị ung thư vú, giải độc cơ thể bằng cách kích thích chức năng gan thận hoạt động, tăng cường hệ miễn dịch và làm giảm tác động của các gốc tự do, ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau. Nước ép chanh đông lạnh cả vỏ sẽ giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ điều trị ung thư. Vỏ chanh có chứa nismolone, chất được chứng minh lâm sàng có tác dụng trong việc điều trị ung thư đại tràng, tuyến tụy, tuyến tiền liệt và gan. Điều trị sốt rét, nước cốt chanh đông lạnh giúp hỗ trợ điều trị sốt rét, làm giảm tác dụng phụ của thuốc. Chanh đông lạnh có thể khử được Lysovirus, nhóm virus gây bệnh tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng. Cách cấp chanh đông lạnh, các bạn hãy cho khoảng 500g chanh tươi. Chanh các bạn đem rửa sạch, ngâm vào nước muối pha loãng khoảng 10-15 phút rồi vớt chanh ra để ráo nước. Sau đó cho quả chanh vào khay đá và bọc kín ni lông thực phẩm. Hoặc mọi người có thể cho chanh vào túi zip và tốt hơn nữa là hút chân không. Sau đó cho chanh vào ngăn đá của tủ lạnh. Chanh đông đá qua 5-6 tiếng là có thể sử dụng được. Và cách dùng thì mỗi khi dùng chanh đông đá, sử dụng dụng cụ bào nhỏ quả chanh để cho vào sinh tố, món salad, món ăn trực tiếp cùng với món ăn khác. Mỗi tuần thì nên ăn từ 2-3 quả chanh đông lạnh để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, giúp trẻ hóa cơ thể và chống lão hóa, ngăn bệnh tật.